Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học về các màu trong tiếng Việt nhé. Các em hãy xem và đọc theo nhé. Nào, chúng ta bắt đầu nhé. Màu gì đây? Màu đỏ. Màu đỏ. Quả cà chua màu đỏ. Cái kẹo màu đỏ. Màu gì đây? Màu vàng. Màu vàng. Quả chuối màu vàng. Cái kẹo màu vàng. Màu gì đây? Màu xanh lá. Màu xanh lá. Quả bưởi màu xanh. Cái kẹo màu xanh. Màu gì đây? Màu trắng. Màu trắng. Trang giấy màu trắng. Cái kẹo màu trắng. Màu gì đây? Màu tím. Màu tím. Quả cà màu tím. Cái kẹo màu tím. Màu gì đây? Màu hồng. Màu hồng. Bông hoa màu hồng. Cái kẹo màu hồng. Màu gì đây? Màu cam. Màu cam. Quả cam màu cam. Cái kẹo màu cam. Màu gì đây? Màu xanh nước biển. Màu xanh nước biển. Bóng bay màu xanh. Cái kẹo màu xanh. Màu gì đây? Màu đen. Màu đen. Cái áo màu đen. Cái quần màu đen. Màu gì đây? Màu xám. Màu xám. Cái áo màu xám. Cái quần màu xám. Màu gì đây? Màu nâu. Màu nâu. Chị ông nâu nâu. Quả bóng màu nâu.